Hello, morning, buổi sáng. Morning, buổi sáng là tình yêu. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy yêu thương nhé. Mời cả nhà lên lớp cùng với lớp đào tạo huấn luyện viên online của em Oanh. Đó, tình yêu đấy đang rất là miệt mài, rất là chăm chỉ để tập luyện cho buổi sáng. Xin chào những người đầu tiên đã nhìn thấy em Oanh. Đó, mời cả nhà đến với lớp huấn luyện viên nha. Lớp đào tạo huấn luyện viên thì bây giờ đã đang rất là miệt mài chăm chỉ học tập. Đó. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy yêu thương. Lớp online, lớp huấn luyện viên online của em Oanh tháng 7 đây ạ. Tháng 8 thì đã được mở đăng ký rồi nhé. Cho em xin trái tim nào. Đó, các chị đang rất là miệt mài chăm chỉ. Học viên rất là xa, ở Đắk Lắk, rồi Hậu Giang, Đà Nẵng, Sapa, Lào Cai, rất tuyệt vời luôn. Đó, Bắc Ninh. Hello tình yêu, chúc buổi sáng ngọt ngào của các tình yêu mình nhé. Bây giờ vừa là 6 rưỡi sáng và các tình yêu ơi đã gần hoàn thành xong một buổi học huấn luyện viên của mình rồi. Khóa tháng 7 thì là lịch học là của buổi sáng, còn lịch học của tháng 8 thì em Oanh sẽ xếp lớp online cho các tình yêu mình là vào buổi tối. Lớp online của tháng 8 sẽ học vào buổi tối, được chưa ạ? Để tất cả các chị em mình đang làm cái công việc nào thì mình vẫn có thể là hoàn toàn sắp xếp thời gian để mình có thể học được, hoàn toàn linh hoạt thời gian để mình có thể là tham dự lớp học, và cái lịch học nó sẽ nằm ngoài cái lịch làm việc của tất cả các tình yêu mình. Thế nên là mình hoàn toàn có thể đăng ký tham dự để mình có thể học kiến thức, trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Còn lớp trực tiếp tại phòng tập và tại nhà của em Oanh thì sẽ diễn ra vào ngày thứ tư và thứ chủ nhật hàng tuần. Lớp đào tạo huấn luyện viên trực tiếp tại nhà em thì sẽ diễn ra vào cả ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần, và lớp online sẽ diễn ra vào hai buổi tối trong tuần. Tuyệt vời không ạ? Và đây là cái không khí của lớp huấn luyện viên online. Các chị đang luyện. Đó. Đây, đây là review các chị về chị Nhạn. Đây là chị Nhạn đến từ Sapa. Nhạn Sapa. Sapa mộng mơ. Khi mình tập đánh eo thì mình sẽ không kết hợp hai nhịp trái và phải như thế này được. Nó sẽ rất dễ bị rối tay. Mình phải làm hết tay trái, sau đó mình mới làm tay phải. Chị Nhạn làm cho em nào. Đấy, tức là đi hết tay trái, sau đó mới, đó, đi hết tay trái một loạt. Đó nha, nhớ nha các chị nha, đấy là cái lỗi sai mà hầu hết mọi người mắc phải đấy nhá. Khi mình đánh eo, mình không kết hợp hai nhịp trái và phải được. Không kết hợp được đâu nha. Ok, rồi lên tiếp. Rồi lên tiếp nha. Ê. Tuyệt vời không ạ? Nhạn của Sapa. Đây là những ngày đầu tiên chập chững bỡ ngỡ để các tình yêu mình có thể trở thành người huấn luyện viên chuyên nghiệp, và tất cả kiến thức thì sẽ được em Oanh đào tạo ở trong khóa học. Tuyệt vời hay rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Đây là em Oanh đây, đang ngồi trước camera để đào tạo tất cả tình yêu mình. Và tháng 8 học tại nhà buổi tối mấy giờ cô giáo? Tháng 8 là từ 8 giờ tối đến hết buổi tối. Nó thông thường là sẽ khoảng 9 rưỡi là xong rồi.
8 giờ đến 9 rưỡi buổi tối. Lịch học buổi tháng 8 sẽ học vào buổi tối nha, còn lịch học của tháng 7 sẽ học vào buổi sáng. Tháng 8 lịch học online là sẽ vào buổi tối từ 8 giờ tối đến 9 giờ 30 tối hàng buổi tuần 2 buổi. Em sẽ xếp thêm lớp, xếp thêm lịch, nó sẽ linh hoạt, cái lịch nó sẽ linh hoạt. Còn lịch tháng 7 là buổi sáng, lịch của buổi tháng 8 là buổi tối. Một tuần sẽ có hai lịch cố định nhá, hai buổi cố định, còn ngoài ra thì lịch thêm để em sẽ linh hoạt. Còn sẽ có lịch cố định là hai buổi tối trong tuần. Lớp trực tiếp tại nhà em. Đây là nhà em đây nha các tình yêu mình. Lớp trực tiếp tại nhà em, đây là cái phòng tập em sẽ review các chị em. Đây là phòng tập mini tại nhà em. Đấy, hệ thống thiết bị tại nhà em đây. Đây là cái gương này, rất là to này. Mọi người nhìn trận gương rất là to này. Đấy, gương rất là to luôn này. Bên em oanh đây. Đây, cái phòng này nó đã đào tạo ra rất là nhiều nhân tài các đấy. Đấy, em đây. Đấy, nó đã đào tạo rất là nhiều nhân tài nhá. Đã rất là thành công sau khi kết thúc khóa đào tạo và ra nghề. Đấy, cái phòng này nhìn nó nhỏ bé xinh xắn thế này thôi nha. Đây là nhà em nhé, tầng 2 ở nhà em. Bên phòng kia là phòng ngủ, con trai em đang ngủ. Đấy, rất là nhỏ bé như thế này thôi nhưng mà cũng là cái lò để huấn luyện, tôi luyện ra rất là nhiều người rồi nhá. Đó, lịch học ở tại trực tiếp tại nhà em thì sẽ là học ở nhà em và học ở phòng tập. Đó, hôm nào em có lịch mà em sẽ báo học ở phòng tập thì sẽ là học phòng tập. Tuyệt vời không ạ? Đấy, cái lò này đào tạo ra rất là nhiều người thành công trong làng Epic rồi nha. Đó, đây em anh đây. Điện dây dợ rất là nhiều, đèn đóm rất là nhiều. Ai nhìn thấy em cho em xin được chấm nào. Đấy, mọi thứ đều được rõ ràng. Chúc cô anh luôn mạnh khỏe và nhiều năng lượng. Xin cảm ơn chị Trần Hà. Nhà em ở đâu vậy? Nhà em ở Đông Anh, Hà Nội nhá. Ngã tư Đông Anh, Hà Nội. Đấy, cái phòng nhỏ bé này đã đào tạo rất là nhiều thiên tài đấy. Đấy, cái bàn làm việc của em. Rất là đơn giản thôi. Cái lò này mà đào tạo ra rất nhiều người đấy. Đó. Lịch học của tất cả các khóa tháng 8 thì đã đều được mở đăng ký. Và học với em Oanh, các tình yêu sẽ biết được là học thế nào là kiến thức thật. Học được phải dạy được, chứ không có màu mè, không có làm lố, rồi cũng không có không có hào nhoáng gì cả đâu ạ. Mà tất cả kiến thức thật là kiến thức các tình yêu mình sẽ đi dạy được, phải áp dụng được. Xin chào chị Hồ Như nha. Chị Hồ Như có muốn xem lớp online không? Đây, lớp online cho chị Hồ Như xem nha. Chị Hồ Như là cũng trưởng thành từ cái căn phòng này đây các tình yêu. Chị Hồ Như đấy, Hồ Như đến từ Vĩnh Lạc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, cũng trưởng thành từ căn phòng này đây. Đang cô giáo Hồ Như đang chuẩn bị mở lớp rồi, cô giáo Hồ Như đâu rồi? Chúc buổi sáng tốt lành tất cả tình yêu nhé. Chúc buổi sáng tốt lành chị Hồ Như nha. Đây, lớp online đây. Đây, lớp online nha. Đấy, chị Nhạn đến từ Sapa này, Diệu Nguyễn đến từ Đà Nẵng này, Trang đến từ Bắc Ninh này, Trâm Bắc Ninh này, Thanh Tuyền Đắk Lắk, Phương Anh của Thường Tín Hà Nội, Bích Vân của Mê Linh, Tâm Bến Tre, Tuyền Nguyễn Hậu Giang, Thanh Tâm Hải Dương. Thả tim nào anh em ơi, tim nào đó. Chỉ cần học với em, nếu mà các tình yêu nó có nền tảng rồi, chỉ cần học với em khoảng 2-3 buổi là các tình yêu có thể đứng lớp được đó. Nếu như mình có nền tảng thì các chị em học với em khoảng 2-3 buổi là mình có thể đứng lớp được. Tuyệt vời không ạ?
Tối ngày hôm nay thì em anh sẽ có mặt tại Sài Gòn nhá. Tối ngày hôm nay em anh sẽ có mặt tại Sài Gòn nha. Tình yêu nào yêu thương em anh thì mời em anh đi cà phê nha. Đó. Tất cả các khóa đào tạo của tháng 8 đã được mở đăng ký. Lớp trực tiếp sẽ học vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần tại nhà em, tại phòng tập và nhà em. Và tiếp tục là khóa online sẽ học vào hai buổi tối từ 8 giờ đến 9:30 buổi tối trong tuần. Xin chào chị Phạm Hoa nhé. Đây là lớp huấn luyện viên online. Tuyệt vời không ạ? Cảm ơn cả nhà nha. Review với mọi người về cái không khí học tập của nhà em. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy yêu thương nhé. Đó. Em xin kết thúc cái live stream này đây nha. Bye bye. Đừng quên là hãy inbox cho em nhé để đăng ký khóa đào tạo huấn luyện viên. Liên hệ theo số điện thoại là 0988 556 320. Học với em, các tình yêu sẽ được bao ra nghề trọn đời. Bao ra nghề trọn đời nghĩa là học một khóa học và các tình yêu sẽ được học trọn đời. Đăng ký một khóa học và các tình yêu sẽ được học trọn đời. Được chưa? Học đến bao giờ ra nghề thì thôi. Đấy là cam kết của em khi đào tạo tất cả các tình yêu mình. Cam kết của em khi đào tạo là các tình yêu phải học được, phải ra nghề được, phải thành công, phải có áp dụng được. Bye bye cả nhà mình nha.